Vị vui lòng gửi câu hỏi vào liên kết vấn đáp ha. Sư cho con hỏi, vua Bimbisara lúc còn sống đã làm rất nhiều thiện pháp đến Đức Phật và Tăng Đoàn, nhưng khi chết lại tái sanh làm một vị dạ xoa ở cõi trời thấp nhất. Trong khi đó có nhiều vị chỉ gặp và cúng dường cho Đức Phật hoặc các vị thánh chỉ một lần, nhưng phước báo lại thù thắng hơn rất nhiều. Mong sư Hoan Nghị giải đáp. Vấn đề ở đây là cận tử nghiệp của vua Bimbisara. Quý vị còn nhớ không? Là bị con hại. Mà cái giai đoạn cận tử của ông rất là đau khổ. Đứa con á, thứ nhất là nó nhốt ha, nhốt xong rồi bỏ đói. Bỏ đói xong rồi á, là gọt cái gót chân, rồi hơ lên lửa, rồi xác muối vô trong đó. Thì cái sự ra đi của vua Bimbisara là ra đi trong sự đau khổ cùng cực. Mà sư nói nếu như một người chúng sanh bình thường mà ra đi trong sự đau khổ cùng cực như vậy á, là họ đi xuống hàng ngạ quỷ rồi, hoặc xuống địa ngục rồi, do chết trong tâm bất thiện. Nhưng nhờ vua Bimbisara là một vị thánh, thế cho nên á, là ông không thể sa đọa được. Mà ông do cái chết ông quá thảm đi, cho nên là ông khó mà phát được tâm nó đại thiện. Thành ra là ông không có đi xa được, mà ông chỉ có thể làm một cái vị dạ xoa ở cõi trời thấp nhất thôi. Đó là do cái hại của cái nghiệp cận tử ha. Chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.